Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin Bóng Đá. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi vào nhận định dự đoán kết quả bóng đá trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Brentford trong khuôn khổ vòng thứ 37 giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023. Trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Brentford cũng là trận đấu sớm nhất của vòng 37 này, diễn ra vào lúc 18:30 ngày 20 tháng 5 năm 2023. Ở vòng đấu gần nhất khi hành quân đến sân Villa Park, Tottenham Hotspur bị đánh giá thấp hơn và diễn biến trên sân thấy rõ điều đó. Họ thua Aston Villa với tỷ số 1-2 và bị đánh bật khỏi top 6, điều mà các cổ động viên không nghĩ đến cách đây vài tháng. Lúc này, thầy trò huấn luyện viên Ryan Mason thậm chí có nguy cơ bị đẩy xuống sâu trên bảng xếp hạng khi đã bị Aston Villa san bằng về cách biệt về điểm số. Lúc này, gà trống thành London cần phải thể hiện một bộ mặt khác khi gặp Brentford. Trong khi đó, về phía đội khách, họ đang thể hiện ở phong độ cao với 3 chiến thắng trong 4 vòng đấu gần đây. Brentford vừa vượt qua West Ham với tỷ số 2-0 và tạm đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Có điều, cơ hội giành vé dự cúp châu Âu mùa sau gần như không còn đối với Bầy Ong, và điều này khiến cho thầy trò huấn luyện viên Thomas Frank có thể đánh mất đi động lực thi đấu. Vì thế, 90 phút sắp tới sẽ không dễ dàng và khả năng Brentford nhận thất bại sẽ là tương đối cao, nhất là khi Tottenham Hotspur đang nỗ lực để có một suất dự cúp châu Âu mùa giải năm sau. Nhận xét về kèo bóng đá trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Brentford, các nhà cái châu Á cho biết mức kèo Tottenham Hotspur đang chấp 1/2 là không quá cao, nhưng kết quả tại hại gần đây khiến cho cổ động viên rất thất vọng và đã đến lúc gà trống cần cất tiếng gáy. Lúc này, với Tottenham Hotspur thì bất cứ kết quả nào khác một chiến thắng cũng khiến niềm tin của cả đội sụp đổ và họ sẽ phải xây dựng lại một đội hình mới vào mùa hè. Ngược lại, 3 điểm sẽ giúp cho Tottenham Hotspur lấy lại sự tự tin. Harry Kane và các đồng đội cần phải dốc hết sức giành chiến thắng trước Brentford trong trận đấu trên sân nhà vòng 37 này. Về tỷ lệ bàn thắng cho trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Brentford, theo các chuyên gia, cửa tài chỉ mang về thắng lợi cho người chơi một lần trong 6 trận đấu gần nhất của Brentford. Đội khách chơi khá kỷ luật và chắc chắn trong khâu phòng ngự. Dù đã gần như hết mục tiêu trong mùa giải năm nay, nhưng không vì thế mà họ dễ dàng để Tottenham Hotspur áp đặt thế trận một cách dễ dàng. Ngoài ra, đội chủ nhà phụ thuộc quá nhiều vào Harry Kane và điều này khiến cho lối chơi của họ dễ bị bắt bài. Do đó, nhiều khả năng trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Brentford sẽ kết thúc mà không có nhiều bàn thắng được ghi và lựa chọn cửa xỉu về bàn thắng trong trận đấu này sẽ là hợp lý. Theo các nhà cái châu Âu, ở trận lượt đi mùa giải năm nay đã kết thúc với tỷ số 2-2. Tottenham Hotspur đã phải bất ngờ trước sức cản phá mãnh liệt từ đối thủ. Trận lượt về sẽ có chút thay đổi, Brentford không còn được chơi trên sân nhà và họ cũng không còn mục tiêu thiết thực nào. Điều quan trọng là cả trống phải thể hiện được sự máu lửa trong lối chơi. Họ phải có vé dự cúp châu Âu mùa sau và một chiến thắng là điều vô cùng quan trọng với đội chủ nhà. Nhìn chung thì Tottenham Hotspur cần phải thắng. Hàng công của gà trống vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình và họ sẽ không e ngại việc dâng cao đội hình cho tấn công. Ngược lại, Brentford với lối chơi chắc chắn và hiệu quả cũng sẽ khiến cho đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn và rất có thể sẽ dính phải bẫy phòng ngự phản công của Bầy Ong. Theo các chuyên gia ở trận đấu tới, thế trận sẽ hơi nghiêng về đội chủ nhà, nhưng kết quả thắng bại có lẽ chỉ được ấn định sau 45 phút của hiệp đấu thứ hai. Được biết, trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Brentford trong khuôn khổ trận đấu diễn ra sớm nhất của vòng 37 Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 diễn ra vào lúc 18:30 ngày 20 tháng 5 năm 2023. Theo bạn, giữa Tottenham Hotspur và Brentford, đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Tin Bóng Đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.